Hôm nay Nhật chia sẻ cho anh em cái cách gắn công tắc đèn cho con AB ha. Và nhiều dòng xe nữa anh em nào cần biết, đừng ngần ngại comment, Nhật sẽ chia sẻ cách gắn cho anh em. Cùng theo Nhật nha. Như anh em cũng biết là nhiều dòng xe hiện thời nhà sản xuất của Honda và một số hãng khác họ không làm công tắc đèn nữa, không riêng là dòng Alux ha. Như đây anh em thấy, chỉ có nút Idling Top nè, rò đề nè, cốt pha kèn nè, thì làm sao mà tắt đèn. Khi đó thì bên mình đã nhập về cái mã bộ công tắc đèn để giúp cho chúng ta tiện dụng hơn trong cái sự sử dụng xe, đi vào hẻm nó lịch sự hơn, đúng không? Đây là cách gắn rất đơn giản. Đầu tiên á là mình cần có một cái vít vẹp, vít dẹp nhỏ nhỏ nè, dẹp nhỏ nha. Để làm gì? Đây, ở phía dưới này anh em cứ đưa vô và nảy cái nút này lên. Ở phía dưới anh em sẽ thấy được cái nút công tắc của mình, nó có cái khắc này, cái này nè ha. Thế nó vậy, cái thế công tắc đèn nó vậy. Và nên thứ này thì cái vít dẹp mình chỉ cần chọt vô đây, để đây để cho nó nhúng đi nè. Đó, anh em thấy không, chọt vô nhúng vô là mình đẩy lên là nó lên. Trên công tắc đèn có dây vậy thì chỉ cần tháo nó thôi, rút dắt ra, bóp hai bên rút ra, vậy là xong ha, bộ công tắc. Tiếp đến là mặt nạ, anh em sẽ thấy được hai con vít ba ke ở đây, thì dĩ nhiên là mình phải có cái vít ba ke để mình mở hai vít hai bên. Mình mở hai vít ra, giật mặt nạ, coi thợ mình dùng cái thế giật nè. Đó, ở trên ha, ở trên mình kéo xuống cái là nó ra cái mặt nạ thôi. Cho mình mượn cái. Cái mặt nạ AB này sẽ có ba cái nút xanh, là ba nút quan trọng ha. Hai con vít ở trên này thì mình tháo không nói rồi, nó đơn giản rồi. Ba cái vít xanh này là nó gài, chỉ cần anh em á có cái thế, anh em nắm như nè, kéo xuống là nó ra, kéo thẳng xuống theo chiều xe nè ha, thẳng xuống theo chiều xe là nó ra, thì là ra được cái mặt nạ rồi. Tiếp đến là anh em tìm cho mình một cọng kẽm hơi to xíu hoặc sợi dây điện cũng được. Cái này cũng giống như cọng kẽm thôi nè, cũng giống như cọng kẽm thôi. Thì thợ mình sẽ luồn cho anh em xem. Mình sẽ luồn từ trong cái nút công tắc ở trên này. Đó, luồn từ phía công tắc ở trên này ha. Cái lỗ hồi nãy mình mở cái công tắc á, mình luồn đi xuống dưới này, xuống phía dưới mặt nạ nè. Rất là dễ luôn anh em, cứ kêu con kẽm bẻ cho hơi cong 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 là anh em luồn nó ra. Đó, như vậy đã lòi xuống nè, kéo xuống đây ha, cọng kẽm, cọng kẽm nha. Cho dù là cái này mình không cần biết, anh em bên mình có cái thích thì mình xài, cọng kẽm mình đưa xuống là được. Trong bộ công tắc đèn này nó sẽ có cái dắt đỏ này, là mình nói riêng về Alux ha. Dắt đỏ này là hai dắt, một dắt đực dắt cái nối vào chui đèn chính. Đó thì không cần biết, ở đây xíu mình gắn sao. Còn cái này là cái nút công tắc có bát xin, thì bây giờ mình sẽ lôi sợi dây này lên từ ở phía dưới mặt nạ lên trên, mở cái nút này ra đó, và lôi sợi dây từ dưới lên đây nè. Anh em đưa vô con kẽm này, lấy băng keo đen hay là gì thun hay gì cũng được, nói chung là quấn cho nó cứng cứng lại anh em, như rút cũng được. Ở nhà thì mình có gì mình xài đó ha. Rồi bắt đầu mình rút lên, rút từ từ lên ha, mình cứ đưa ở dưới đẩy tay, còn trên kéo lên từ từ thôi là nó lên được sợi dây lên trên rồi. Đó, sợi dây lên trên từ cái lỗ công tắc này, rồi gỡ keo ha, rất đơn giản đúng không. Bây giờ mình gỡ keo thì cái nút của bộ công tắc tắt đèn zin nè, đây để mượn zin trước đã. Công tắc tắt đèn zin của mình là chỉ có cốt pha là hết đúng không, và ở trên này nó là 3 dây, anh thấy 3 dắt không. Còn đây, đây là bộ công tắc tắt mở đèn xui pha của AB bên mình, có bát xin nè, đá đèn ha, đá đèn và cốt pha đầy đủ, và xài ở đây 4 dây ha, 4 dây. Thì cái chui này, cái chui mình vừa mới kéo lên á, ghim vô là xong. Trên cái chui này thì anh em không có sợ mà mình gắn ngược chiều đâu, mình đưa gắn đúng chiều nó mới vô. Đó, gắn chiều vô cặp cái là xong. Rồi mình nhét vào trong cái lỗ của cái nút công tắc lại là xong. Cứ mạnh tay anh em, cứ mạnh tay nghe chặt chặt nó cứ ngắt là xong. Đó, cốt pha bát xin, vậy là hoàn thành. Còn ở dưới này, đây là hai dắt đỏ của bộ dây. Còn ở đây anh em sẽ thấy được cái dắt của cái đèn nè, dắt của đèn nè. Mình chỉ cần mình lấy tay mình nhấn, đây là thấy không, nó ở trên này có nút nè, nhấn xuống, nhấn ha, nhấn cho rút rồi thôi. Nó chỉ cần mình nhấn cái này, đây mở, đây là dắt zin này ha, dắt zin. Anh em chỉ cần nhấn cái này, nhấn cái này xuống mạnh xuống, mình kéo ngược về sau là nó ra. Đó, bây giờ mình sẽ nói gắn tiếp qua. Dắt đỏ này, đỏ này, đó thấy không, là mình ghim vô dắt zin của xe nè. Bây giờ thì chặt cái là ok, còn dắt còn lại là mình ghim vô cái chui đèn lại.
nghe cái cặp cái rồi là xong ha. Những cái bộ mạch đó thì anh em ở nhà có thể mua một vài sợi rút để mình rút lại cái rút đi tâm, rút cho cứng lại, đừng để cho nó lỏng lẻo ha. Nó lỏng lẻo mình chạy thì nhiều khi nó lại va chạm, nó hư cái bộ mạch rồi nó kêu lọc cọc khó chịu nữa. Mình cứ rút cứng lại, ở trong này rất là nhiều vị trí luôn. Amplas thì trong này làm rất là rộng, thoải mái mà rút đó. Như vậy là xong rồi đó. Những bộ công tắc đèn không riêng về Amplas đâu nè, không riêng về Amplas, các đời xe thì họ đều làm những cái dây nhợ có những cái ống bảo vệ, những cái nhựa bảo vệ, rồi đi gọn gàng một cách tỉ mỉ nhất, giúp cho con xe mình nó gọn dây điện ở phần trong, không cần phải chế cháo hay là mình canh chỉnh cái dây điện quá nhiều. Rồi như vậy là hoàn thành. Thì Thợ mình trước khi ráp lại hết á, sẽ test lại xem những công năng của bộ công tắc đèn hỗ trợ cái việc mình sử dụng xe như thế nào. Anh em ở nhà cũng vậy ha, mình nên test trước khi ráp lại, chứ để lỡ test rồi không kép mà ráp lại hết xong rồi nó có lỏng vắt hay gì đó thì lại phải tháo ra rất là phiền. Mở điện là đèn sáng đúng không, đâu sử dụng nút coi, giữ nút oxy lên, giữ nút oxy luôn, giữ luôn là nó sẽ tắt rồi, xong buông ra giữ nút oxy luôn rồi nó sẽ mở lại. Đá đèn nè, đó thì anh em cái cảm giác mình đá đèn ở cái nút này nè, nó sẽ rất là thoải mái cho anh em sử dụng luôn. Chỉ còn đó chập phải không, theo cảm giác tay mình. Và anh em giữ luôn là tắt, giữ luôn là mở. Và có chế độ nhớ nha, ví dụ giờ đang tắt đúng không, mình tắt nè, đó mình tắt khóa đi, tắt khóa đi ha. Xong rồi anh em mua gì đó, đi chợ gì đó mở lên thì nó vẫn nhớ chế độ tắt, giúp cho anh em ví dụ lỡ đi vô hẻm rồi mình mở khóa lại nó không có mở đèn lại và phải thao tác tắt đèn lại, rất là tiện dụng đúng không. Rồi đó, mặt nạ lên anh em cũng có thế đó, anh em đưa vô cảm thấy khớp nó nhẹ nhàng hơn. Ba cái chấu xanh hồi nãy mình nói đưa vô là mình đẩy ngược lên một cái cặp là xong, bắt hai con vít, bắt hai con vít lại, kiểm tra lại sát sát ha. Khi mà anh em đưa cái mặt nạ vào mà nó đúng khớp á, nó rất là nhẹ nhàng, nó không có cấn cấn, nó đều dần nhựa lắm. Mình thấy hơi cấn cấn là mình canh chỉ lại ba cái nút xanh đúng ba lỗ là ok. Thì đã hoàn thành từng bước chi tiết gắn công tắc đèn cho em AB đúng không? AB các đời sau này mà không có công tắc đường ngại đến trực tiếp hệ thống xe bánh ở khắp thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương đều có những bộ công tắc như vậy, gắn gọn gàng, nhanh gọn lẹ, không cần chế cháo đục khoét cho đèn hết á, mà mình sử dụng xe nó còn tiện dụng, nó còn lịch sự trong hẻm hay đi đêm gì nọ đó đúng không. Không riêng giả lắm đâu nha, những dòng xe khác sau này nếu mà không có công tắc đèn á thì bên Nhật đều có đủ hết á. Anh em cứ tới trực tiếp shop hoặc là gọi số hotline bên nhân viên online của mình sẽ ship về tận nhà. Còn anh em nào không biết gắn cũng có thể tìm cái sách hướng dẫn sử dụng trong này có nha. Nhưng nói chung là phải am hiểu chút xíu về những cái thế tháo mở, những cái cách làm sao cho nhanh gọn lẹ, ít tháo dàn áo của mình, bảo vệ cái dàn áo mình bớt rè đi đúng không. Còn nếu như anh em ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Biên Hòa, Bình Dương mà gần xe hơi bánh thì quá dễ rồi, quẹo phải quẹo trái vô cửa hàng có nhân viên mình tư vấn đúng loại đúng sản phẩm, xong rồi thợ mình gắn. Thời gian gắn bộ tắt đèn kỳ theo xe nó sẽ tầm 15 đến 20 phút, hỗ trợ cho anh em nhanh đi về. Khi mà làm xong xe thì mình còn được hỗ trợ kiểm tra thắng nè, bơm bánh đúng áp suất nè, làm một kính mất đồng hồ. Nếu mà xe số thì còn là tăng thắng lên sơn lên con, giúp xe mình đi về nó ngon hơn nữa. Nhất không nhất thiết là phải gắn công tắc đèn đâu nha, cho dù đây là bất cứ sản phẩm gì, thay nhớt hay là gì đó, nếu mà xe anh em có những cái vấn đề mà khó chịu ha, tiếng kêu lộc cọc lạ thì anh em sẵn đó nhờ thợ mình kiểm tra luôn để mình có con xe đi nó êm hơn, hoặc là nhờ kiểm tra búa thắng hoặc là gì đó để giúp cho mình có những sự an toàn của con xe của mình. Bởi vì sếp Nhật thường hay nói không quan trọng là không quan trọng là hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền đâu, mà quan trọng là phục vụ anh em hài lòng và quay lại thường xuyên với shop hơi bánh. Như vậy là bên shop Nhật vui rồi ha. Cảm ơn anh em clip, xin chào, hẹn gặp lại anh em, bye bye.